Top 10 đôi giày cao gót sang trọng giá hợp lý nhất cho chị em. Xếp thứ 10 là mã XS15. Đôi giày cao gót nữ XS15 sẽ mang đến sự quyến rũ và thanh lịch. Thiết kế đẹp mắt với gót cao 6cm và phần trên sang trọng. Đây sẽ là lựa chọn hoàn hảo để tạo điểm nhấn cho bất kỳ trang phục nào. Top 9, XS16, vẻ đẹp tinh tế và quyến rũ với gót cao vừa phải 3cm và chất liệu chất lượng. Đôi XS16 có điểm nhấn là wide đính đá cách điệu sẽ giúp cho đôi chân và trang phục của bạn tỏa sáng trong mọi dịp đặc biệt. Top 8, XS25. Đôi giày cao gót nữ XS25 là biểu tượng của phong cách thời trang với gót nhọn và mũi nhọn, chất liệu da cao cấp, dễ vệ sinh, hạn chế bám bẩn giày, một lựa chọn hoàn hảo cho các chị em. Kế tiếp là XS26. Đôi giày cao gót nữ XS26 tạo nên sự thanh lịch và sang trọng. Giày sụt mũi nhọn, khóa cài kim loại, ngoài gài phía sau, gót khối chắc chắn với thiết kế đơn giản nhưng tinh tế. Giày này là lựa chọn hoàn hảo để hoàn thiện bất kỳ trang phục nào. Mã sản phẩm XS24, giày cao gót bít mũi, mũi nhọn phong cách Hàn Quốc. XS21, thiết kế độc đáo với gót cao lên đến 6cm. Phần trên có chi tiết đặc biệt, cách điệu gợn sóng, đơn giản nhưng vô cùng sang chảnh. XS21 làm nổi bật cảm tính cho chị em. Mã sản phẩm XS18, đôi giày cao gót nữ XS18 là biểu tượng của sự quyến rũ, sự tự tin. Với màu sắc và kiểu dáng đa dạng, giày này giúp bạn tỏa sáng trong mọi dịp. Nhờ gót cao 5cm mũi nhọn, có nút cài đính đá tạo điểm nhấn. Xếp thứ tư là XS23. Nếu yêu thích sự gọn gàng, dễ mang thì không thể nào bỏ qua đôi XS23 này. Với kiểu dáng giày búp bê tháo mang dễ dàng, thiết kế thanh lịch, điểm nhấn là họa tiết khác màu ở trên mũi giày, chất da cao cấp, chống bám bẩn, dễ vệ sinh, XS23 sẽ là đôi giày nên có cho tất cả các nàng. Thứ ba, XS20, đơn giản và thanh lịch, thiết kế truyền thống với chất liệu cao cấp, đế cao 6.5cm, được cách điệu với một chiếc quai đính đá lấp lánh. Tuy truyền thống nhưng mang lại nét đẹp của sự hiện đại. XS20 là đôi giày phù hợp nhất cho các nàng với vẻ đẹp kiêu sa và nhẹ nhàng. Xếp thứ hai trong danh sách là đôi XS02. Thêm một sản phẩm có thiết kế thanh lịch cổ điển, XS02 có kết hợp thêm chất da dập vân cá sấu làm mắt với điểm nhấn là đai kim loại vàng kim bắt mắt. Gót giày thiết kế đạp gót có thể biến tấu thành kiểu giày slip-on tiện lợi, dễ mang, chắc chân. XS02 sẽ sẵn sàng cân được bất kể các nàng khi đi chơi, đi tiệc, đi cà phê với bạn bè. Cuối cùng là N48, trọng lượng nhẹ, không nặng chân, mang lâu không mỏi, da cao cấp, hạn chế bám bẩn, dễ vệ sinh, thiết kế cổ điển, thanh lịch, không bị lỗi thời và luôn có sức hút với thời gian. Thiết kế bít mũi che khuyết điểm chân thô, chân bè, N48 có đế cao gần 9cm, cực kỳ tôn dáng cho tất cả các nàng. Timan.vn, thương hiệu giày hàng đầu Việt Nam.